Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một trải nghiệm thật là vui vẻ và thú vị. Và các bạn đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh ở ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận những tin tức hấp dẫn mỗi ngày nhé. Quý vị thân mến, trong cuộc sống chúng ta thì có muôn vàng điều kỳ lạ và thú vị mà chúng ta không thể nào khám phá ra hết. Vì vậy, ngày hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn có trong chuyên mục chuyện lạ quanh ta. Mời các bạn cùng theo dõi. Cô dâu 62 tuổi tiết lộ điều bất ngờ trong chuyện có chăn. Thưa quý vị, chuyện tình gây bão mạng xã hội giữa người phụ nữ 62 tuổi và chàng trai 26 tuổi tại Cao Bằng cuối cùng cũng có cái kết đẹp. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Cô dâu thu sao, súng xính vé cưới, lội suối theo chú trẻ Hoa Cương về dinh. Trò chuyện với chúng tôi, cô dâu thu sao vẫn chưa hết cảm xúc lân lân khi được mặc váy cưới ở tuổi xế chiều vượt qua mọi rào cản định kiến xã hội để đến với người mình yêu. Cô dâu 62 tuổi nói, đó là niềm hạnh phúc tổ cùng. Chị chia sẻ, chúng tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng, được pháp luật công nhận, chẳng ai phá được nữa. Tôi xin tin rằng, có tình yêu là có tất cả. Chị Thu Sao cho hay, cuộc sống sau đám cưới không quá nhiều khác biệt, hai vợ chồng vẫn cùng làm việc và hết mực yêu thương nhau, cũng như thợ mới yêu. Hai người chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống là điểm tựa vững vàng của đối phương. Chú rể Hoa Cương dùng sự chân thành khiến vợ hạnh phúc, còn cô dâu Thu Sao thì dùng sự quan tâm hàng ngày để chồng cảm nhận rõ mấy ấm gia đình. Chị nói, nhưng tôi vẫn có cảm giác gắn bó mật thiết hơn với chồng sau khi làm đám cưới, tự tin hơn, dám đối diện với mọi người, khách đến nhà làm đẹp, tôi cũng không ngại nữa. Cô dâu 62 tuổi thành thật chia sẻ, trước khi kết hôn, dù họ chung nhà nhưng chưa hề chung giường, phần vì ngại con gái, phần vì chị cho rằng, đàn ông khi có được điều mình muốn rồi sẽ dễ chán. Dù chênh lệch đến 36 tuổi nhưng đời sống chăn gối của cặp đôi vẫn rất hài hòa. Chị Thu Sao khẳng định sức khỏe của mình hoàn toàn bình thường dù đã ở tuổi xế chiều chị chia sẻ các cô gái trẻ có khi còn phải thu tôi khoản đó tôi không dùng bất cứ thứ thuốc nào nhưng sức khỏe vẫn đảm bảo tôi ăn uống khoa học tập thể dục đều đặn chịu khó uống mấy thước nước là mát mẻ một hai tuần lại đi sông hơi thư giãn thế nên nội tiết cân bằng chị thu sao cũng khẳng định mình là người phụ nữ đầu tiên của chồng và cho đến giờ hai người gắn kết đến khó có thể xa nhau ngay sau đám cưới đình đám cô dâu 62 tuổi lại ghi bảo dân mạng khi xăm tên chồng lên ngực, quyết định này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, một số người ngưỡng mộ tình yêu của chị, một số người lại cho rằng chị thể hiện tình yêu quá lố. Chị Thu Sao cho hay, xăm tên chồng lên ngực hoàn toàn không phải là quyết định bồng bột hay chiêu trò gây chú ý. Chị nói, hôm đó tôi đi làm đẹp thì mấy em nhân viên nhìn thấy hình xăm chữ kiếp sầu trên ngực tôi. Cuộc đời tôi sầu mấy chục năm nay rồi, giờ có được hạnh phúc thì quả thật không muốn lưu lại chữ đó nữa. Mấy em nhân viên khuyên là nên sửa hình xăm đó đi, rồi sẽ tài trợ để cho tôi xăm một hình mới nếu tôi thích. Tôi liền nghĩ ngay đến cái tên Triệu Hoa Cương và quyết định xăm. Chị Thu Sao xăm một chiếc lông phủ chàng lên chữ kiếp sầu để quên đi nỗi buồn trong quá khứ và xăm tên chồng lên ngực với ngụ ý, chồng luôn ở trong tim mình chị thu Sao chia sẻ dù người ta chửi tôi là già rồi còn mất nết nhưng tôi vẫn cảm thấy chuyện xâm hình chẳng có gì sai trái tôi làm thế vì tình yêu chứ không phải vì đua đòi cô dâu 62 tuổi cũng phủ nhận chuyện chồng tỏ ra không vui khi biết chị xâm hình ngược lại chồng chị còn rất xúc động khi thấy tên mình xuất hiện trên ngực vợ lộ người chụp giấy chứng nhận kết hôn của cô dâu 61 tuổi thưa quý vị Bà Lê Thị Thu Sao, 61 tuổi, cho biết phía Ủy ban Nhân dân phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng đã tìm ra được người chụp giấy chứng nhận kết hôn của bà và người chồng sắp cưới. Sau hai ngày trao đổi với báo chí về việc làm đơn tố cáo gửi đến phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng vì cho rằng nơi đây đã làm rò trĩ thông tin cá nhân của mình. Ngày 10 tháng 7, bà Lê Thị Thu Sao cho biết lãnh đạo phường đã tìm ra người chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn của bà và chồng sắp cưới. Bà sao nói, theo lãnh đạo phường Sông Bằng, một cán bộ của phường đã chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn của tôi nhưng không đăng lên mạng xã hội mà gửi cho một người bạn. Người này sau đó đăng ảnh trong một nhóm chat và không biết ai đã phát tán hình ảnh đó ra ngoài. Người phụ nữ sắp lên xe hoa cũng cho biết, theo lời hẹn của lãnh đạo phường, hai người liên quan đến vụ việc sẽ gặp bà trong hôm nay để nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi. Bà sao chia sẻ, tôi không cần họ bồi thường vật chất, dù sự việc xảy ra khiến công việc làm ăn của tôi bị ảnh hưởng. Tôi muốn họ phải nhận lỗi và có trách nhiệm, tìm ra người đã trực tiếp đăng thông tin đời tư của vợ chồng tôi lên mạng. Đầu tháng 7, người phụ nữ 61 tuổi bất ngờ trước thông tin đám cưới của mình và người chồng kém 35 tuổi bị phát tán trên mạng xã hội. Nhiều người nhìn nhận đây là câu chuyện tích cực, nhưng cũng không ít những lời bới mốc chăm chọc khiến cho người trong cuộc bị tổn thương. Trước việc hình ảnh giấy đăng ký kết hôn của mình chưa có con dấu chữ ký bị phát tán trên mạng, bà Sao đã làm đơn tố cáo phòng Tư pháp vườn sông Bằng vì cho rằng đơn vị đã làm rò rỉ thông tin cá nhân của công dân. Khi mang đơn tố cáo đến phường Sông Bằng, bà Sao gặp trực tiếp nhân viên từng làm thủ tục đăng ký kết hôn cho mình nhưng người từ chối nhận trách nhiệm. Quá bức xúc, bà đến gặp trực tiếp lãnh đạo phường Sông Bằng và được vị này hứa hẹn sẽ xác minh và làm rõ vụ việc. Chiều ngày 10 tháng 7, phóng viên đã nhiều lần điện và kèm tin nhắn gửi cho lãnh đạo phường Sông Bằng để hỏi về vụ việc và hướng xử lý người có liên quan nhưng không nhận được hồi âm. Trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư Hà Nội nhận định sự việc trên có dấu hiệu xâm phạm bí mật đời tư của công dân. Điều 21 Hiến pháp năm 2013 có quy định, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có chế tài xử lý với hành vi tiết lộ bí mật đời tư, nạn nhân chỉ có quyền khởi kiện, yêu cầu được xin lỗi, bồi thường thiệt hại nếu có. luật sư tuấn anh cho rằng lãnh đạo phường sông bằng nên công khai xin lỗi người dân khi đã xác định được cán bộ của mình có sai phạm. nhìn lại chuyện tình của cô dâu 61 tuổi, chú rể 26 tuổi, cuộc gặp trời định bị phát tán trên mạng xã hội và kết kết đến nay vẫn nhiều tranh cãi. Thưa quý vị, vượt qua định kiến, vượt qua dư luận, cả những dèm pha, dị nghị hay nghi ngờ là những điều mà hôm nay người ta nhắc về chuyện tình của chị Thu Sao và anh Triệu Hoa Cương, cặp đôi lệch nhau 35 tuổi ở Cao Bằng. Hôm ngày 20 tháng 9, hôn lễ của cô dâu 61 tuổi Thu Sao và chú trẻ Hoa Cương đã chính thức diễn ra. Đám cưới có chứng kiến và sự chúc phúc của quan viên hai họ, bạn bè và cả những người từ phương xa, những người họ không hề quen biết đến tham dự và chúc mừng. Trước đó, chuyện tình của cặp đôi này đã phát phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều của dư luận sau khi đăng ký kết hôn của hai người bị lộ và phát tán trên mạng vào đầu tháng 7 bởi một nhân viên từng làm thủ tục đăng ký kết hôn cho họ. Sau vụ việc, chuyện tình của cặp đôi này đã phát phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều của dư luận sau khi giấy đăng ký kết hôn của hai người bị lộ và phát tán trên mạng. Nhiều nghi ngờ xuất hiện rằng chú rể đến với cô dâu không phải vì tình yêu mà vì ham giàu, sau đó chị S đã làm đơn tố cáo phòng tư vấn phường Sông bằng vì cho rằng đơn vị đã làm rò rỉ thông tin cá nhân của công dân. Tuy nhiên, nhân viên từng làm thủ tục đăng ký kết hôn cho chị sau từ chối nhận trách nhiệm. Quả bức xúc, chị đến gặp trực tiếp lãnh đạo phường Sông bằng và được vị này hứa hẹn sẽ xác minh và làm rõ vụ việc. Bỏ qua những lời bình luận ác ý, những lời xỉa xói cặp đôi vẫn quyết tâm đến bên nhau và rồi thời gian chứng minh tất cả. Trước đám cưới một ngày cô dâu 61 tuổi chia sẻ Từ khi yêu nhau đến bây giờ tôi chưa hề nghĩ mình hơn chồng 35 tuổi Tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi như những đôi lứa trẻ yêu nhau Mỗi khi tôi nhắc tới chuyện già hơn chồng thì chồng đều bảo Em mãi mãi chỉ là một cô bé không bao giờ lớn được Cô dâu 61 tuổi chia sẻ, từ khi yêu nhau đến bây giờ tôi chưa hề nghĩ mình hơn chồng 35 tuổi. Tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi như những đôi lứa trẻ yêu nhau. Mỗi khi tôi nhắc chuyện già hơn chồng thì chồng đều bảo, em mãi mãi chỉ là một cô bé không bao giờ lớn được. Nói về cuộc hôn nhân của mình, người phụ nữ ở tuổi lục tuần xúc động, tôi đã nói với chồng rằng tuy hơn tuổi nhưng một ngày nào đó được gọi mẹ thì có khi vợ rơi nước mắt đấy, bởi mẹ tôi mất lâu lắm rồi nên cứ nhắc đến mẹ là tôi lại thấy xúc động. Chị tôi sao chia sẻ thêm về quan điểm trong hôn nhân của mình? Bây giờ thì không phải là trong mơ nữa mà là sự thật, tôi rất xúc động và không thể nghĩ rằng mình lại có đám cưới như ngày hôm nay. Tình yêu của chúng tôi giờ chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng tôi tin rằng có lòng tin thì tình yêu của mình sẽ mãi bền chặt. Người phụ nữ 61 tuổi thấy mình như trẻ ra, chẳng khi nào nghĩ mình đã già kể từ khi quen chồng mới cưới. Chuyện tình của họ bắt đầu vào cuối năm 2017, bởi từ một khách hàng đến spa của bà xã làm đẹp, anh Triệu Hoa Cương đã khiến trái tim của người phụ nữ tuổi 61 trung động thêm một lần nữa, trong khoảng thời gian chưa đầy một năm quen biết. Dư luận hôm nay vẫn có người ném đá, người đó ủng hộ nhưng hy vọng những ai chân thành, kiên tâm với tình yêu thì sẽ nhận được những hạnh phúc xứng đáng. Cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi, gia đình ủng hộ như một người con gái chứ không phải bà già đi lấy chồng. Sự chênh lệch tuổi tác giữa chị Lê Thị Thu Sao sinh năm 1957, thành phố Cao Bằng và anh Triệu Hoa Cương sinh năm 1992, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng đã khiến cho câu chuyện tình của họ xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Theo đó, đám cưới cặp đôi này sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 tới đây. Tính đến thời điểm hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới cơ bản hoàn tất. Được biết theo như kế hoạch, gia đình chị Thu Sao sẽ chuẩn bị khoảng 20 mâm cổ, mời anh em bạn bè thân thiết, nhà trai khoảng 40 mâm cổ. Cũng theo cô dâu 61 tuổi, dù chưa cưới nhưng bố mẹ chồng rất tâm lý, chuẩn bị mọi thứ từ phòng cưới, vật dụng trong gia đình. Sau khi bàn bạc thống nhất cưới sinh, bố mẹ chồng đã hỏi ý kiến hai vợ chồng về cách chuẩn bị phòng cưới. Mặc dù bản thân chị sao thì muốn ngỏ ý dùng lại chiếc giường cưới của anh trai chồng hiện đã ra ở riêng, tuy nhiên bố chồng chị lại không đồng ý, ông đã tự đi đặt giường và xem ngày đẹp để lắp giường cho con trong ngày trồng đại. Bên cạnh đó, chị Thu Sao còn cho biết bản thân chị cũng đã về nhà chồng để trang trí buồn cưới của mình. Do nhà chồng là nhà sàn nên chị đã tự tay dán giấy dán tường, treo đi đô cho kín đáo. Mọi người từ mẹ chồng, em chồng và họ hàng thì tích cực sâu vòng làm dây hoa trang trí, bố chồng cùng chồng làm lại hệ thống điện. Cô dâu 61 tuổi cười nói hạnh phúc, nhìn vòng cưới sau khi hoàn thành ai cũng khen phòng cưới của tôi như phòng công chúa. Gia đình ủng hộ như một người con gái đi lấy chồng, chứ không phải bà già lấy chồng. Được biết, hiện tại công tác chuẩn bị bên nhà gái hiện tại cơ bản cũng đã hoàn thành. Chị Thu cũng tiết lộ, vào ngày cưới chị sẽ dự kiến diện hai bộ váy, một váy của dâu trắng, một váy truyền thống của người giao. Bộ váy truyền thống mà mẹ chồng chuẩn bị cho chị, đó là trang phục mẹ chồng chị đã mặc vào ngày cưới và bà muốn chị cũng mặc nó vào trong ngày vui của chị. Ngoài ra, chị Thu sao còn chuẩn bị một đôi gối và một chiếc chăn để tặng cho bố mẹ chồng. Trước ý kiến nhiều người lo sợ, à, cuộc hôn nhân của chị thì không được dài lâu. Chị Thu Sao cho biết khi đã quyết định đi đến hôn nhân, cả hai bên gia đình ủng hộ nhất trí như một người con gái đi lấy chồng, chứ không phải bà già đi lấy chồng. Tôi rất vui, tự hào và không nghĩ tuổi tác sẽ cản ngăn mình. Chị Thu Sao cũng khẳng định rằng dù có tuổi bao nhiêu, không có luật cấm, tuổi nào cũng có quyền được yêu, dù 30-40 năm đi chăng nữa, tình yêu thì không có biên giới. Không ai ngăn cản được, chỉ cho rằng mình yêu và tiến tới hôn nhân là sáng suốt và đó là tình yêu thật lòng, không hề có chút tăng tính tiền bạc hay mê hoặc vụ lợi đối phương. Cô dâu 61 tuổi chia sẻ rằng, chúng tôi đang đếm ngược để đến ngày trọng đại, vì vậy chúng tôi chỉ mong nhận được những lời chúc phúc từ mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.